Hôm nay tại chùa Hoa Sen, tại Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngày rằm ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn, nhằm ngày 22 tháng 5 năm 2024, chùa Hoa Sen trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2568. Chứng minh có Hòa thượng Thích Huệ Giải, trụ trì chùa Hoa Nghiêm, Bình Chánh, Sài Gòn, cùng chư tôn thiền đức và sự hiện diện của hàng trăm Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Sau lễ Phật Đản là lễ phóng sanh bảo vệ môi sinh ở sông Sài Gòn. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, tràn đầy năng lượng và trọn niềm hoan hỷ. Ban tổ chức xin cảm ơn các nhóm Phật tử Sen Trắng, Group A5, Công ty Văn phòng Phẩm Sao Mai, Group Quét Lá Sân Chùa, nhóm Phật tử Biên Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Âm Thanh Ngọc Tùng đã phát tâm phục vụ cũng như cúng dường ẩm thực trong đại lễ Phật Đản. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Thọ Hạ Đảng Sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni Quan Âm Đại Hùng Bảo Điện để chúng con được chiêm ngưỡng đảnh lễ. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể Phật tử. Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn, hòa chung trong không khí tưng bừng đón mừng Phật Đản Phật lịch năm 2568 trên khắp mọi miền đất nước. Vào giờ phút này tại lễ đài chùa Hoa Sen trân trọng cử hành đại lễ Phật Đản, chúng con xin cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử trang nghiêm đạo tràng chắp tay hướng về lễ đài niệm Phật cầu gia vị. Nam mô mặc dù ở nơi đâu, những người con Phật cũng hướng về.
về chùa, hướng về Phật. Tâm thành đảnh lễ Đức Thế Tôn đã xong. Hôm nay, tại chùa Hoa Sen, chúng con trong bầu không khí vui tươi hân hoan cùng hàng vạn tăng ni Phật tử trên khắp mọi miền thế giới đang hướng về ngày đại lễ Phật đản, ngày đấng giác ngộ, đấng toàn năng, toàn trí, toàn đức đã ra đời. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng con thành tâm kỷ niệm ngày lịch sử thiêng liêng này là để báo đáp ơn đức vô lượng vô biên của Đức Phật, đồng thời thực hiện lời di huấn tối hậu của Ngài: vì đại sự nhân duyên mà thị hiện, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Vâng, 26 thế kỷ đã trôi qua, và cho đến nay, khi suy tưởng về sự xuất hiện của Đức Thế Tôn, chúng ta đã nghe văng vẳng đâu đây tiếng nhạc trời trên cung trung vọng xuống để đón mừng một đấng giác ngộ, đấng đại từ, đại bi, đại trí đã xuất hiện ở dưới trần. Ôi hân hoan cho toàn tả các bậc tầng trời, vì chúng sanh ơi, một đóa hoa đào đã nở, một ánh sáng lạ chói ngời. Này ai ơi, hãy hướng về Hy Mã Lạp Sơn, vì chính nơi đấy đã ra đời một đức tỉnh thức giác ngộ. Đó là Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự xuất hiện của Đức Phật ở giữa đời nhằm mục đích duy nhất, một việc làm sáng tỏ đem đến cuộc sống an lành, thanh tịnh, hạnh phúc thật sự cho chúng sanh. Đức Phật là nhân vật có thật, một con người có nhân cách đặc biệt siêu phàm. Ngài là một người vĩ đại nhất, đã tìm ra chân lý cứu cánh giải thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ngài là bậc lưỡng tốt tôn, soi sáng cả thế giới đau khổ đất tối tăm bằng con đường an lạc thanh tịnh. Ngài như một ngọn hải đăng hướng dẫn và soi sáng nhân loại trong vẻ vô minh đến bờ giác ngộ niết bàn. Hôm nay hòa chung niềm hân hoan và vạn hàng vạn người con Phật trên khắp hành tinh và mọi miền đất nước, chùa Hoa Sen chúng con cử đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đón tiếp chủ tọa Hòa Thượng Thích Huệ Giải, trụ trì chùa Hoa Sen, chứng minh chủ tọa cùng tham dự. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Nguyên Sự, trụ trì chùa Hoa Sen, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức của buổi lễ hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu các hiện tiền chư tôn đức Thích Minh Sơn. Kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ
ra đời vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Với chúng ta đại lễ Phật đản hay ngày tam hợp kỷ niệm Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn là dịp cùng nhau ôn lại cuộc đời cao thượng, những lời dạy vô ngã vị tha, đầy thương yêu và trí tuệ, không chỉ là nguồn an ủi mà còn hiến tặng giải pháp thiết thực chuyển hóa nỗi khổ đau cá nhân, kiến tạo môi trường an lạc cho muôn loài chúng sanh. Thế giới hôm nay đang phải chịu nhiều khổ đau do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và xung đột. Chiến tranh làm cho nhân loại vốn đã khổ đau càng thêm đau khổ hơn. Hận thù nhiều kiếp, mỗi hận thù con người phải sống trong nỗi bất an và sợ hãi. Nguy cơ của vũ trụ hủy diệt đã đe dọa khắp hành tinh thân yêu của chúng ta. Hủy diệt sự sống của nhân loại, hơn bao giờ hết chúng ta càng trân quý và nỗ lực thực hành những lời dạy quý báu của Đức Thế Tôn trong việc xây dựng một thế giới an lành, nhân văn và đạo đức. Mùa Phật đản, mùa của yêu thương và hiểu biết, tôi kêu gọi tất cả những người con Phật hãy tinh tấn thực hành những lời dạy và ngọc của Đức Phật. Tình hóa tâm thức, chuyển hóa tác động tham sân si, thành tâm vô lộ học, giới định và tuệ, kiến tạo chánh bảo trang nghiêm thanh tịnh để hiện thành ý bảo hòa bình an lạc như kính vi ma trạch đã dạy, tâm bình thế giới bình. Kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 thay mặt ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi kêu gọi chư tăng ni và quý Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hành thù tiêu tan. Mọi người càng tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loài, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ, với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh. Tôi mong muốn tất cả những người có một Phật khắp nơi trên thế giới hãy đoàn kết thương yêu cùng nhân loại chúng sanh, vì tha kiến tạo thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Kính chúc chư tôn đức tăng ni, quý đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản vô lượng các đường thành đồng viên mạng, các Phật sự trong ảnh hào quang của Đức Phật từ phụ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha. Từ khi Đức Phật ra đời, tình người thấm lại với lời yêu thương, cùng nhau hướng nẻo chân thường, hướng về đạo pháp con đường tâm linh. Để đi vào nghi thức cúng dường lễ Phật đản Phật lịch 2568 năm 2024, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh niệm hương khai khóa đại lễ. Cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đồng hộ niệm. Trầm hương đó sống ngát mười phương, nguyện tên nhân nghiệp từ vô lượng. Cùng với ta đi về trung
đau khổ phế lao thần viễn lê huyễn hồi đầu chân diệt quyền yêu tâm đại đạo kinh trong tuyển dục độ sanh thiên văn vũ khai lịch tăng kỳ tam đại tiếp tu lai phi pháp tướng diệt phi quay pháp tướng tỳ và loài hứng thân vô lượng tề đăng truyền nghiệp chướng tận tiêu trừ chân hương tham lệ cũng ma dường nam mô lâm tề ni viên bồ hữu thọ thiền đàng sanh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tát đại chứng minh nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát dằm tháng tư ngày Phật Thích Ca Như Lai ra đời, ngày Phật đản sanh, nhân loại mừng vui chào đón đản sanh, ngày vui muôn loài, khắp nơi vang rền lời ca mừng, ngày vui muôn đời, tận mây trên gian thành ca Tỳ La đã sống trong niềm hân hoan đêm Ấn Độ đầy vơi trên khắp trời đầy sao vườn mừng bông hoa la Thích Ca ra đời trăm trăm nhạc muôn tiếng hát vang ca Tỳ La cành vô ưu từng mừng hoa la người ngàn lời tuôn hôi đứng soi sang chúng sinh khắp chân tay vui cầu tàng cây người người vẫn hào quang sáng soi trên bên mẹ đây vườn lòng chân quy sinh kính dâng
chúng sanh về đây. Ngày trần gian chào đón Đức Phật từ tôn chúng ta, ngàn ánh sao từng bừng lên trong nắng mai huy hoàng. Chào mừng đón đan xanh bình an, tòa sen ngát trầm hương tỏ lòng thành tâm chúng ta. Nguyện chớ quên ăn đời cao đức từ bi. Lời vàng tràn đầy tình chiêu xanh bao trùm, mong ngày mai rực sáng vinh quang dưới trời thanh. Nam mô Thích Ca Phật Đà, Nam mô Thích Ca Phật Đà, để soi theo vết người đầu tiên dắt đưa đường. Nam mô Thích Ca Phật Đà, vang lên tiếng kinh đầy thành tâm nguyện cầu. Con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sanh đời tươi hết khổ.
từ biệt cuộc đời cao sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thầy đi đâu xa, tìm vui trong băng giá. Người ra đi xa không lời từ giá, rồi bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiếng tu. Qua đêm trăng thành đó bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chân Gia, ta nguyện noi bước chân người. Chúng ta kết đoàn tiến lên, phóng tâm từ bi muôn nơi, rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chân Gia, ta nguyện noi bước chân người. Chúng ta kết đoàn tiến lên, ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chân Gia, ta nguyện noi bước chân người. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chân Gia, chúng ta kết đoàn tiến lên, chúng ta kết đoàn tiến lên. Hôm nay là ngày rằm tháng tư năm Giáp Thìn, nhân mùa Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2004, đệ tử chúng con hiện cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa Đồng Nai, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, quy tụ về tại bờ sông Sài Gòn. Chùa Hoa Sen ấp bốn xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Phát nguyện mua cả phóng sanh loài, nguyện cho chúng sanh thoát khỏi cực trần lao. Nguyện hồi hướng công đức phòng sân nhân này, Phật đàn hôm nay. Nguyện cầu hồng ân tam bảo, người phương chư Phật thủy từ phóng quang gia hộ, cho hiền tiền đệ tử chúng con nương nhờ công đức phóng sanh này, tội diệt phước sanh căn lành tăng trưởng, nghiệp chướng bảo chướng sở tri chướng tật giải tiêu diệt, tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ, phước trí hưng long thân tâm thường an thường lạc, trí bác nhà thường minh bồ đề tâm kiên cố, cùng đại gia đình công ty doanh nghiệp mạng vì bình an sở nguyện sở cầu giải thành tựu. Ni ra yên cô lô cô lô yên mong đô lô văn giả giả